Nó như là giấc mơ. Có những lúc thì tôi sẽ khóc một mình. Đôi khi thậm chí họ tự tin một cách chủ quan và thái quá. Ôi, tôi yêu người con gái Việt Nam. Ôi, gái cháu này ra biết ngỡ hỏi tình yêu là gì. Có một người lại hỏi tôi, nói vợ ông sống như vậy là có suốt đời không? Tình yêu phải đặt ra vấn đề là yêu như thế nào. Vừa rồi em cũng là một cái bứt phá rồi. Chồng lẫn nuôi con nè, chứ không thương yêu là bỏ lâu rồi. Người phụ nữ Việt Nam vẫn tin rằng người đàn ông mình lựa chọn là người đàn ông lý tưởng. Ôi, tôi yêu người con gái Việt Nam, họ đến cùng bạn bè muôn phương, họ là cả trái tim tôi. Five, four, three.